Đây chính là cái đồ hình nội tạng của dính chặt đúng không ạ? Mình vừa xem cái giải phẫu ở trên bụng rồi đúng không ạ? Ở dưới bụng mình các cơ quan nội tạng nó sắp xếp như nào thì nó thể hiện lên khuôn mặt như vậy. Và mình cứ nhìn theo người ta vẽ cái vị trí của cái bộ phận nó đang có vấn đề ở đâu thì mình sẽ dò tìm ở đó đúng không ạ? Ví dụ hai bên này là phổi đúng không ạ? Thì mình xem phổi này. Từ đây xuống dưới đây, kéo xuống thế này, chéo lên trên này đúng không ạ? Thì đối với những người có vấn đề về phổi chẳng hạn thì mình sẽ dò tìm khắp cái vùng này. Và thường nó tập trung ở cái vị trí này này. À, thì mình cứ dò tìm thấy nó sật sật thì nó đau thì ấn vào nhá. Rồi thấy có cái điểm T cũng ấn vào, hoặc là những người hàn ấy thì mình sẽ cho vào cái ống hơ này để mình hơ để làm ấm phổi bằng hơ cái vị trí này hai bên này. Và đến nữa mình học về sẽ thấy một dãy huyệt đây 417 vị trí này để chữa cho thằng phổi được chưa? Ok, đến là phổi.